đói rồi nhỉ? Cháu quỳ xuống, lại chú hai cái. Chú sẽ cho cháu ăn cơm, được không? Cháu đói quá, cháu muốn ăn. Đói rồi hả? Thì lại hai cái đi. Chú mà vui thì cho cháu ăn, có được không? Ba mẹ ơi, mau tới cứu con. Ba cháu ấy, cái người này đã ngủ rồi. Còn người mẹ khốn nạn của cháu đã bị chú nhốt vào phòng giam rồi, chơi đùa cả ngày rồi, không ai có thể tới cứu cháu đâu. Chú nói dối. Chú nói cháu biết. Ba ơi, cứu con. Thần chủ đã tra được rồi, thần nữ bị giam ở tầng hầm của Lưu gia. Tập hợp thần quân, xuất phát. Vâng. Mimi, tôi sẽ để cậu tận mắt chứng kiến sự diệt vong của Lưu gia và ra đi trong sự hối hận, chịu sự giày vò tàn bạo. Chỉ dựa vào cậu sao? Dựa vào việc cậu ở rể Lê gia sao? Hay là việc cậu giả mạo thân chủ? Hay là việc cậu là tay sai của người khác? Dựa vào cậu sao? Cậu không làm được. Minh Nguyệt, lấy thần quân lạnh ra. Cô thật sự là Minh Nguyệt sao? Cái đó, dòng ngó vợ của tôi, làm hại con gái tôi. Tôi sẽ để cậu biết quyền lực của thần thành là bất khả xâm phạm. Minh Nguyệt, giam cậu ta vào nhà giam của thần thành cho tôi. Những hình phạt của thần thành tôi sẽ tự mình ra tay. Vâng. Cho dù cậu là thần chủ thì thế nào? Tôi đã đầu độc con nhóc đó, chỉ có mình tôi mới giải được. Tôi kinh. Tôi cho cậu 3 giây. Giao thuốc giải ra đây. Thuốc giải sao? Tưởng tôi ngu hả? Tôi cho cậu thuốc giải, tôi còn sống được sao? 3 2. Nói cho cậu biết, chỉ cần không có thuốc giải, một ngày sẽ phát độc 7 lần. Mỗi tấc da thịt đều sẽ như bị kim đâm. Minh Nguyệt, dẫn cậu ta đi cho tôi. Vâng. Cậu đã dùng hết long quỷ rồi, đúng không? Cậu xử tôi đi. Cậu xử tôi thử đi. Dẫn cậu ta đi cho tôi. Thần chủ, đây là thuốc do Lâm Minh Quân điều chế, có thể tạm thời áp chế độc trong người thần nữ. Thuốc trị dứt điểm vẫn đang nghiên cứu. Để một cái lại làm vật mẫu. Lui xuống đi. Vâng. Ngọc Mai, Ngọc Mai ơi, Trịnh Phong, em không quan tâm bên ngoài anh có thân phận thế nào, đang làm việc cho ai, nhưng em mong là anh đừng đắc tội thêm với ai ở bên ngoài nữa. Đừng để bọn họ làm hại Mimi nữa. Anh, đến giờ Mimi ngủ rồi. Anh ra ngoài đi. Ra ngoài đi. Ngủ đi con, ngoan nhé. Ông nghiên cứu thuốc giải đến đâu rồi? Đã nắm rõ các thành phần. Có điều, vẫn cần thêm một thời gian nữa để tinh chất long quỷ dung hợp. Dược tính sẽ mạnh hơn. Nhất định phải đảm bảo thuốc giải không được có vấn đề gì. Thần chủ, tôi sẽ không làm cậu thất vọng đâu. Rốt cuộc là ai đứng sau chỉ thị Lưu gia của cậu? Bây giờ cậu không dám lấy mạng tôi, nhưng nếu tôi nói ra thì Lưu gia tiêu đời.
muốn tôi khai ra. Không đời nào. Cậu nghĩ tôi không dám làm gì cậu thật sao? Cậu mà làm hại tôi thì con gái cậu cũng không sống được. Thuốc giải độc đã được nghiên cứu thành công rồi. Bây giờ mạng của cậu không còn đáng xu nào cả. Là cậu ta đích thân đưa thuốc độc cho tôi, cho dù có là Lâm Minh Quân cũng không thể nào tìm ra dễ dàng vậy được. Cậu muốn lừa tôi hả? Cậu không dám làm gì tôi đâu. Chút đau đớn thể xác này có xá gì? Được sống an nhàn vẫn hơn mà. Thế nào? Đường đường là thân chủ mà cậu không thể làm gì được đúng không? Vậy sao? Có vẻ như tôi đánh giá thấp cậu rồi, Lâm Minh Quân. Lấy đâu ra công thức giải độc lừa gạt tôi đây? Không thể nào, không thể. Phương thuốc này là đích thân cậu ta cho tôi mà, sao có thể điều chế nhanh như vậy chứ? Đại nhân, bây giờ còn ai cứu được cậu nữa? Đại nhân, tôi khai, tôi sẽ khai hết. Là do Đỗ Thành. Là anh ta ép tôi, anh ta nói anh đang nắm giữ một người rất quan trọng mà người đó là phản đồ, nên muốn diệt khẩu người đó, đẩy người đó ra khỏi đảng phái. Đần độn. Đại nhân, tôi không dám lừa anh đâu, không dám nói dối nửa lời. Xin anh tha cho tôi một mạng, rồi cậu sẽ biết thiên uy của thần thành do đâu mà có. Nó sẽ khiến cậu sống không được, ngủ cũng không xong. Tôi xin lỗi, đại nhân. Chỉ cần anh tha mạng cho tôi, anh muốn tôi làm gì cũng được. Chuyện anh lấy mạng ba tôi cũng sẽ không trách anh nữa. Xin anh tha cho tôi. Được thôi, cảm ơn đại nhân thủ hạ lưu tình. Minh Nguyệt, nhốt cậu ta lại, xong việc đưa hắn về thần thành. Vâng. Tạm giữ mạng cậu ta lại. Giữ cậu ta lại, đối chất với Đỗ Thành. Xong việc hãng xử lý, tôi nhất định sẽ xử đẹp Đỗ Thành, trả thù cho thần nữ. Không phải thần chủ đại nhân đây sao? Anh nhìn xem, tiệc tiếp đón chúng tôi chuẩn bị cho anh thế nào. Nếu như có gì đó mà anh không vừa lòng, anh đừng vội trách tội chúng tôi nhé. Nhưng mà trách cũng vậy thôi, bởi vì anh chỉ là một tên cặn bã thôi. Thần chủ Đỗ Thành biết mục đích của anh rồi. Nếu thân phận của anh bị lộ, cộng thêm chuyện Lưu Nam mất tích, lỡ hắn trốn thoát. Tránh ra. Sao nào? Muốn vào hả? Đưa giấy mời đây. Không có giấy mời thì không được vào. Châu Hoa, chuyện gì vậy? Hôm nay là ngày tiếp đón thần quân đấy, sao không thấy Lưu thiếu gia đâu? Quan hệ của Lưu gia với chúng ta không phải bình thường đâu. Lưu thiếu gia không ở đây, Lê gia chúng ta càng phải ngó ngàng giúp cậu ấy. Cậu nói có phải không? Tôi không muốn nhiều lời với bà, tôi đến để tham gia bữa tiệc. Hôm nay trọng đại thế nào mà tên cặn bã như cậu dám tơ tưởng vào trong hả? Lưu Nam không có đưa thư mời cho thần quân đâu. Thần quân có lệnh bài, càng huống hồ hắn vốn không dám đến gần. Dạy Lưu Nam ra đây. Vâng. Lại diễn. Tiếp tục diễn đi. Diễn tới độ tôi không xem được nữa rồi. Cút đi. Hỗn sược. Hỗn sược cái gì? Giám đốc Trương chẳng qua chỉ là một giám đốc còn con của một nhà đấu giá, thế mà lại dám nói thay cho tên vô dụng này. Tôi sẽ kêu Lưu thiếu gia tống cổ nhà đấu giá của cậu ra khỏi Thánh Đô. Bà, sẽ có người đưa chúng tôi vào? Sẽ có người đưa các anh vào sao? Ai cơ? Chả nhẽ thần chủ đại nhân lại đích thân dẫn anh vào sao? Tôi thấy lát nữa thần quân đại nhân đến rồi sẽ không đưa anh vào bữa tiệc, mà sẽ trực tiếp bắt anh vào tù đấy. Lưu thiếu gia đã dặn dò bữa tiệc này rất quan trọng, nhân viên tạp vụ nhất định không được vào. Nếu ảnh hưởng đến nhã hứng của đại nhân thì sẽ liên lụy đến chúng ta đấy. Lưu Nam sẽ đưa tôi vào. Cậu sao? Lưu thiếu gia hận cậu đến mức chỉ muốn lột da rút gân cậu. Cậu ấy dẫn cậu vào sao? Cậu không tự nhìn xem bản thân mình như thế nào sao? Tôi kinh. Xúi quẩy lắm. Mới quen biết cậu
Nếu Lưu thiếu gia có thể đưa anh vào, tôi sẽ lột sạch quần áo rồi chạy một vòng ở đây. Các người, còn không cút. Nếu không thì sao? Cậu chỉ là một giám đốc quen mà dám hỗn sự trước mặt tôi sao? Cậu không sợ tôi nói với lão phu nhân Lê gia để ra tay xử lý nhà đấu giá của cậu sao? Đến lúc đó đóng cửa rồi, tôi xem cậu làm sao ăn nói với tổng giám đốc. Bà là cái thá gì chứ? Đe dọa tôi sao? Bà không có tư cách đâu. Cậu, vậy thì tôi có đủ tư cách không? Buổi tiệc hôm nay vô cùng quan trọng, người nào không có thiệp mời đều không được vô trong. Hôm khác Lê gia tổ chức tiệc thì mời cậu lên tiếng, nhưng hôm nay cậu và tên khốn này đều không được vào. Bà không cần sốt ruột đuổi hai chúng tôi đi đâu. Đợi Lưu Nam đến, chúng tôi tự khắc vào. Cậu vẫn muốn vào sao? Nếu Lưu thiếu gia nhìn thấy cậu đứng ở đây thì đó sẽ là do Lê gia thất trách rồi. Cút đi. Ai dám đuổi bọn họ đi? Lưu thiếu gia, anh mau đuổi bọn họ đi đi. Nếu không lát nữa thần quân đại nhân biết có người giả mạo thân chủ bắt anh ta thì thôi. Nếu như liên lụy đến chúng tôi thì ai nói tôi sẽ giúp thần? Cái này là tôi quên đưa thiếp mời cho giám đốc, anh ấy có trong danh sách khách mời mà. Nếu đã như vậy thì đây là hiểu lầm rồi. Đã hiểu lầm rồi, mong giám đốc lượng thứ. Vậy thì vào đi. Giám đốc Trương được vào, còn anh thì không được. Tôi sẽ vào với anh Trịnh. Để anh ta cùng vào đi, cũng chẳng mất gì. Giám đốc mời cậu. Khoan đã, bây giờ chúng tôi được vào rồi. Mới lúc nãy cô nói gì ấy nhỉ? Cho cậu vào là đã nể mặt giám đốc Trương rồi. Cậu đừng quá đáng. Lưu thiếu gia, mau đuổi anh ta ra ngoài đi. Châu Hoa, cô có còn nhớ lời cô nói lúc nãy không? Nếu anh có thể đích thân mời anh Trịnh vào thì cô ta sẽ cởi hết quần áo chạy một vòng ở đây. Mời anh Trịnh vào. Anh Trịnh, mời vào. Cô nói được thì làm được đi, cởi ra. Lưu thiếu gia, Châu Hoa đã luôn yêu cậu, muốn làm vợ cậu, sao cậu lại? Châu Hoa, mau xin lỗi cậu Trịnh Phong đi. Xin lỗi đi. Muốn bỏ qua chuyện này sao? Lê gia cũng có mặt mũi nhỉ. Trịnh Phong, bây giờ cậu vẫn chưa ly hôn với Ngọc Mai, cậu vẫn là người nhà Lê gia. Thể diện của Lê gia cũng chính là thể diện của cậu đấy. Lúc trước các người đuổi tôi ra khỏi Lê gia, bây giờ lại bảo tôi là người của Lê gia. Các người xem tôi là cái quái gì chứ? Châu Hoa, cởi. Không cần đâu. Đi, vào thôi. Xin thông báo với mọi người một chuyện mừng. Ngày mai trong phòng tiệc này, tôi sẽ kết hôn với Lê Châu Hoa. Cái gì? Lấy Châu Hoa sao? Nhưng bộ dạng lúc nãy của Lưu thiếu gia, bà nội, chắc Lưu thiếu gia muốn làm con bất ngờ đấy. Chuyện này đợi xong hôn lễ, lúc đó thì ai quan tâm chuyện sinh tử của cậu ta chứ? Làm tôi nhục nhã trước mặt mọi người, đợi tôi gả cho Lưu gia, giờ anh chỉ là chuyện sớm muộn. Gửi thiệp mời cho Đỗ Thành đi. Tôi sẽ đi ngay. Trương Văn Khải sẽ theo cậu. Nếu cậu muốn giở cho gì, đại nhân, anh có cho tôi 10 lá gan tôi cũng không dám. Vậy thì tốt. Đại nhân,
Ý của anh là tên rác rưởi đó đang bám vào một nhân vật lớn ở đế quốc. Nhân vật lớn đó đã cho cậu ta rất nhiều tiền. Đúng vậy. Bây giờ tôi vẫn chưa thể tự mình ra tay được. Trước tiên phải cắt đứt cánh tay đắc lực của hắn. Kẻ tiếp theo chính là cái tên Trịnh Phong. Nhớ kỹ, đừng nói cho ai biết chuyện tôi đã giao cho cậu. Nếu như chuyện này thành công, việc lưu ra các cậu quy phục được thần thành chắc chắn cũng sẽ thành công. Tôi hiểu rồi. Lưu gia nhất định vì đế quốc quyết tâm chiến đấu đến cùng. Tên rác rưởi, có Đỗ đại nhân ở đây để xem cậu sống sót thế nào. Trịnh Phong, cái thẻ đen cao cấp đó rốt cuộc là chuyện như nào? Anh đã từng cứu mạng một nhân vật lớn. Cái thẻ này là người đó tạm thời cho anh mượn. Vậy nếu như cái thẻ này cứu được Mimi, sau này anh đừng dùng đến nó nữa, tránh để đại nhân tức giận. Được rồi, anh nghe theo em. Trong khoảng thời gian tôi vắng mặt, không ngờ lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Lê lão phu nhân, con rể của Lê gia đã giả mạo thần chủ đại nhân. Chuyện này Lê gia tính thế nào đây? Lưu thiếu gia, chuyện này đều tại tôi lúc nào cũng vắng mặt, không dạy dỗ tốt tên vô dụng đó. Mong Lưu thiếu gia thứ lỗi cho. Với lại, tiệc mừng thọ sắp đến, đợi cậu ta về Lê gia, tôi sẽ đích thân xử lý tên rác rưởi đó. Nhất định sẽ cho cậu một câu trả lời. Chuyện này không quan trọng. Hôm nay tôi đến đây chỉ muốn bàn bạc với bà làm sao để giải quyết triệt để tên rác rưởi đó. Không biết Lưu thiếu gia có mưu kế gì không? Mau dẫn cái thằng rể vô dụng đó về đây. Mau lên, đi về đây liền đi. Ngồi đi. Lê Ngọc Mai, cháu biết sai chưa? Bà nội, còn một thời gian nữa mới đến tiệc mừng thọ của bà. Sao bà lại về sớm thế? Cô còn mặt mũi để hỏi sao? Cô dẫn cậu ta về đây vẫn chưa đủ làm mất mặt người khác hả? Đây không phải là thần chủ đại nhân sao? Có thể đến Lê gia chúng ta, đây chính là vinh dự của nhà họ Lê chúng ta rồi. Mẹ, tên rác rưởi này thật sự đã làm mất mặt Lê gia chúng ta. Chuyện Trịnh Phong con rể của Lê gia giả mạo thần chủ đã lan truyền khắp Thánh Đô rồi. Sau này sẽ khiến Lê gia chúng ta ở Thánh Đô làm gì còn chỗ đứng nữa. Giả mạo? Sao lại là giả mạo? Cầm đi, cậu đã đắc tội với Lưu gia. Lê gia chúng tôi, nếu như bị Lưu gia nhắm đến, chúng tôi sẽ không còn chỗ đứng ở Thánh Đô này nữa. Cậu còn không mau quỳ xuống nhận lỗi đi. Tôi bảo vệ vợ và con gái của tôi, có gì sai chứ? Trịnh Phong, anh đừng nói nữa. Bà nội, cháu với Trịnh Phong sẽ lập tức qua Lưu gia xin lỗi liền. Quá muộn rồi. Bây giờ cháu nếu không chịu chủ động dâng mình cho Lưu thiếu gia, Lê gia chúng ta sẽ phải tiêu đời chỉ vì cháu. Nhưng mà Ngọc Mai, cháu cũng là người của Lê gia, chuyện này không nhất thiết phải giải quyết như vậy. Cháu chính là con gái lớn của nhà họ Lê, quyền quyết định hôn nhân thuộc về nhà họ Lê. Trịnh Phong, lúc đầu Ngọc Mai kiên quyết muốn kết hôn với cậu, tôi cũng không so đo. Nhưng nếu cậu muốn kết hôn với Ngọc Mai, Lê gia chúng tôi không thể không can thiệp vào được. Vậy sao? Cậu ở Thánh Đô, ngay cả một căn nhà cũng không có. Bao nhiêu năm nay cậu vẫn luôn ở Lê gia tôi, với danh nghĩa là con rể, cũng không hay cho lắm. Nếu như cậu dẫn Ngọc Mai lang thang khắp phố phường như vậy đâu có được. Lưu Nam của Lưu gia muốn đến đây cầu hôn.
tên rác rưởi cũng ở đây sao? Đúng lúc để cậu xem sự khác biệt giữa chúng ta. Lưu thiếu gia, đến tận đây để cầu hôn. Thứ lỗi vì không thể tiếp đón chủ đáo. Lưu thiếu gia đích thân đến đây, đó thật sự là vinh hạnh của Lê gia chúng tôi. Lưu Nam của Lưu gia muốn hỏi cưới Lê Ngọc Mai của Lê gia. Xin tặng 5 triệu tiền mặt, tấm sách 50 triệu, còn có một căn biệt thự, với cả một vài món đồ trang sức vàng bạc. Đem nhiều đồ quý giá như vậy để hỏi cưới con gái tôi. Lưu thiếu gia, cậu thật lợi hại. Mẹ ơi, con không đồng ý nhận lời cầu hôn của Lưu gia đâu. Cô đang nói cái gì vậy? Lưu thiếu gia đã đích thân đến hỏi cưới, đó là vì coi trọng cô, còn đem đến nhiều đồ quý giá như vậy. Cô vẫn không bằng lòng sao? Chẳng lẽ cô muốn ở cùng tên rác rưởi này cả đời luôn sao? Lê gia mấy người, đây là muốn bán con cầu vinh sao? Cậu im miệng đi. Cậu thậm chí không thể cung cấp phí sinh hoạt cơ bản nhất, cậu còn mặt mũi để nói? Người ta có thể dễ dàng đem những thứ này đến đây, sao qua miệng của anh lại thành bán con cầu vinh rồi? Quả nhiên là rác rưởi mà. Tên rác rưởi, những món đồ này đối với Lưu gia chỉ là hạt cát trong sa mạc, còn cậu cả đời này cũng không có được. Lê gia tôi là đại tộc ở Thánh Đô, nên biết cách phân biệt đúng sai. Lưu thiếu gia đã đến đây hỏi cưới, Lê gia chúng tôi vô cùng vui mừng. Nhưng mà Lê Ngọc Mai bây giờ vẫn là vợ của Trịnh Phong. Hay là như vậy đi, hai người các cậu là một cuộc cá cược. Món đồ đặt cược chính là Lê Ngọc Mai. Được, cược đi, tránh để người khác nói tôi là ngang ngược. Chơi với cậu thì đã sao? Tôi sợ gì chứ, giọng điệu ghê gớm quá đấy. Được, nếu cậu có thể không dùng thẻ đen cao cấp mua nhà ở dinh thự Hào Đình, tôi đảm bảo không còn bất kỳ suy nghĩ nào không đúng đắn với Lê Ngọc Mai nữa. Vẫn là con rể tương lai này của tôi có quyết đoán. Nhưng mà cũng tốt, phải để tên phế vật này nhìn rõ sự đời. Nhân lúc còn sớm thì rời khỏi Ngọc Mai đi. Bà ơi, con chỉ muốn cùng Trịnh Phong sống yên bình qua ngày hết đời này thôi. Im đi. Lê gia nuôi cháu lớn tới từng này, lẽ nào cháu muốn bất hiếu với bà sao? Chị ơi, chị thật sự nghĩ rằng Lưu gia đến đây hỏi cưới là đang nể mặt chị sao? Nếu không phải Lê gia chúng ta, thì chị đã sớm bị trói lên giường của Lưu thiếu gia rồi. Đừng có được voi đòi tiên nữa. Phế vật, cậu dám nhận lời không? Nhà ở dinh thự Hào Đình có tiền cũng không mua được. Đây là mấy người đang gây khó dễ cho Trịnh Phong. Được, ván cược này Trịnh Phong tôi đồng ý. Đại nhân, thần thành có biến, yêu cầu thuộc hạ nhanh chóng quay về xử lý. Nghiêm trọng lắm không? Xin đại nhân yên tâm, thuộc hạ xử lý được. Ngoài ra đã dặn dò Trương Văn Khải, khi thuộc hạ không ở đây, cậu ấy sẽ nghe theo lệnh của anh. Đi đi. Vâng. Này anh thật ngại quá, làm phiền anh và cô gái này ra ngoài dùng. Sao vậy? Ở đây là dinh thự Hào Đình, cả Thánh Đô này, nhà ở đây là đắt nhất. Để duy trì phạm vi cư trú của những người quyền quý, ở đây có yêu cầu điều kiện ra vào. Điều kiện gì? Kiểm tra lý lịch, tài sản. Trịnh Phong, hay là chúng ta thôi đi. Ở trong này đều là người quyền quý cao cấp, tài sản ít nhất cũng ở mức 50 triệu. Quê mùa như mấy người cũng dám đến đây xem nhà. Không sao, không biết thẻ này nhặt ở đâu ra mà ở đây giả danh lừa bịp. Theo tôi thấy thì hai người mau cút ra khỏi đây thì hơn. Đây không phải là thần chủ đại nhân của chúng ta sao? Sao vậy? Bị chặn lại rồi hả? Tôi quên mất, cậu chính là tên giả mạo, đúng không? Hôm nay tâm trạng ông đây đang vui, dẫn cậu vào trong giống như dẫn chó vào vậy đó. Ông đây sẽ cho cậu nhìn kỹ những người quyền quý chúng tôi sống ở nơi này, cho cậu sáng mắt ra chút. Cậu cầm cái thẻ đen kia đến đây. Thẻ đen cao cấp này cũng là lừa bịp mà. Trịnh Phong,
hay là thôi đi. Tin anh, bây giờ chúng tôi có thể xem nhà được chưa? Được rồi. Trịnh Phong, căn nhà này đắt quá rồi. Hay là chúng ta về nhà, cầu xin bà nội đi, nói không chừng bà sẽ mềm lòng, sẽ không bắt anh và Lưu Nam Cường với nhau nữa, lỡ đến đây rồi, xem thử em thích căn nào. Cái này, căn nhà này có giá là hơn 17 triệu đấy. Hay là chúng ta đi thôi. Sao thế, hơn 10 triệu thôi, mà cũng không mua nổi sao? Tôi muốn mua căn ở chính giữa. Thưa anh, căn này, căn biệt thự này không bán cho bên ngoài, căn ở chính giữa. Ngay cả Lưu gia tôi cũng không có tư cách mua. Căn biệt thự đó là thuộc về chủ nhân của dinh thự Hào Đình. Tên rác rưởi như cậu mà cũng muốn đụng tới, đúng là không tự lượng sức mình. Được, nếu cậu có thể mua được căn đó, tôi sẽ quỳ xuống và chui qua háng cậu. Nếu cậu không mua được, quỳ xuống và gọi tôi ba tiếng ông nội. Trịnh Phong, căn biệt thự ở chính giữa này có tiền cũng không mua được. Chúng ta, hay là chúng ta đi thôi. Được, quân tử nhất ngôn. Trịnh Phong, tin anh. Nội trong một phút nữa, đến dinh thự Hào Đình gặp tôi. Gọi người hả? Không có thẻ đen cao cấp, cậu cũng chẳng là cái thá gì cả. Tôi xem ai có thể giúp cậu. Anh Trịnh, vừa rồi cô ấy đã dặn dò tôi rồi. Mời anh Trịnh căn dặn. Cậu có biết chủ nhân của dinh thự Hào Đình này không? Tôi muốn mua căn ở chính giữa. Đi, chuẩn bị hợp đồng của căn biệt thự ở trung tâm đi. Anh Trịnh, hợp đồng đã chuẩn bị xong, anh trực tiếp ký vào là được. Về phần tiền biệt thự này, tôi sẽ ra tiền biếu tặng anh. Tôi đang cá cược với tên phế vật này. Cậu là ai mà xen vào chứ? Cậu nói thêm câu nào nữa thì mau đem chỗ đấu giá của cậu cút ra khỏi Thánh Đô cho tôi. Lưu gia không có khả năng này. Cả Thánh Đô này đều là của Lưu gia tôi. Làm cho người ngoài như mấy cậu cút đi, không phải dễ lắm sao? Trịnh Phong, tôi nói cho cậu biết, ván cược của chúng ta đã chốt rồi. Cậu phải tự dựa vào sức mình. Nếu như để tên Trương Văn Khải này giúp cậu, coi như cậu thua rồi. Đến lúc đó, Lê Ngọc Mai này cũng thuộc về tôi thôi. Cậu không cần quản những việc này. Cậu chỉ cần làm việc với chủ nhân của dinh thự Hào Đình là được rồi. Vâng. Không có thẻ đen cao cấp và sự giúp đỡ của Trương Văn Khải, tôi xem cậu làm sao cướp được thứ yêu thích trong tay chủ nhân dinh thự Hào Đình. Anh Trịnh, đây là hợp đồng của biệt thự trung tâm. Tổng là 500 triệu, đã được trang bị đầy đủ nội thất, có thể trực tiếp dọn vào luôn. Nhớ ván cược của cậu đấy. Sao thế? Nóng lòng như vậy, muốn nhận thua sao? Phim được dịch, thuyết minh đi, quẹt thẻ. Trên thẻ đó không có gì hết, ngay cả thẻ ngân hàng cũng không phải. Tôi xem cậu làm thế nào kết thúc chuyện này trước mặt mọi người. Lê Ngọc Mai này là của tôi rồi. Trịnh Phong, chúng ta xin lỗi Lưu ra đi. Em sẽ đi cầu xin anh ta, bảo anh ta tha cho chúng ta, không sao. Trong thẻ này, một đồng cũng không có. Cái này căn bản là thẻ giả. Phế vật. Lần này, Lê Ngọc Mai không chỉ thuộc về tôi. Cậu cũng phải quỳ xuống gọi tôi là ông nội. Phế vật. Đây là cái giá phải trả khi đụng tới tôi, đáng đời. Lưu thiếu gia, tôi xin lỗi. Trước đây đều là chúng tôi làm sai. Nếu đã tha cho chúng tôi, thì để chúng tôi đi đi. Tiện nhân như cô, chẳng qua là muốn về nhà trước. Sau đó, xin bà nội cô cứu giúp thôi. Nói cho cô biết, vô dụng thôi. Nếu tôi đã thắng trận cá cược này, Lê Ngọc Mai cô chính là người của tôi. Bây giờ, phải theo tôi đi. Quên nói cho cậu biết, đây là thẻ được đặt làm riêng. Nếu có giao dịch, thì chủ nhân của tấm thẻ này cần xác nhận vân tay. Nói cách khác, chỉ khi tôi quẹt thẻ thì mới xác minh thành công. Trịnh Phong, anh đừng có nói vớ vẩn nữa. Lẽ nào anh thật sự muốn em theo Lưu thiếu gia về Lưu gia sao? Anh mau xin lỗi anh ta đi. Ngọc Mai, yên tâm đi. Quẹt thẻ. Trời ơi, tấm thẻ này thật sự đã giao dịch thành công, bên trong có 500 triệu. Giờ thì quỳ xuống, chui qua háng tôi đi. Sao nào, muốn quỵt nợ sao? Bản thân không có thể diện, thì tôi giúp anh có thể diện. Tôi không muốn rác rưởi ở gần tôi như vậy. Đi thôi.
Alo, chèn ép lấy ra nhiều vào cho tôi. Không phải bà già đó sắp có buổi mừng thọ sao? Tôi muốn bà ta trở thành trò cười lớn nhất của cả thánh đô này. Ý cậu là căn nhà đấu giá kia của cậu ta và dinh thự Hào Đình đều là tài sản khác của thần thành tôi sao? Đúng vậy, thần chủ. Mấy chuyện này với anh thì không hề đáng kể, cho nên tôi vẫn không dám lấy mấy chuyện này để làm phiền anh. Tốt lắm, vậy tôi điều tra hung thủ đã hại Mimi thì dễ dàng hơn rồi. Trương Văn Khải có thuộc hạ bảo các thế lực thần thành của tôi ở thánh đô này đều đi điều tra hung thủ đã làm hại Mimi. Thần chủ, vậy tôi xin lưu trước. Lưu đi. Vâng. Trịnh Phong, hôm nay là tiệc mừng thọ của bà nội, một lát chúng ta qua đó đi. Được. Mẹ, mẹ thấy có phải nên lên món rồi không? Lên cái gì mà lên? Cũng đúng. Mẹ à, năm ngoái lúc mẹ tổ chức sinh nhật ở biệt thự này cũng không còn chỗ ngồi, nhưng năm nay tại sao? Bà nội, đây là món quà. Trịnh Phong, cậu nói chuyện này có liên quan gì tới cậu? Bà nội, hôm nay là sinh nhật của bà, Ngọc Mai tại đây chúc bà phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Đây là vòng tay cháu tặng bà. Thần chủ đại nhân uy phong quá nhỉ, vậy mà khiến Lưu thiếu gia quỳ xuống trước mặt mọi người. Giờ thì hay rồi, tiệc sinh nhật tối nay không ai đến chúc mừng cả. Chắc chắn là Lưu thiếu gia đã ra tay, lại muốn Lê gia chúng ta mất hết mặt mũi. Lê gia sau hôm nay sẽ trở thành trò cười của cả thánh đô này. Mà tên vô dụng như cậu chính là đầu sỏ gây tội. Cậu đến tay không? Còn không biết ngượng mà bảo Ngọc Mai mua đồ tặng cho bà nội. Cậu là cái đồ bám váy đàn bà, cút ra ngoài cho tôi. Ai nói tôi không có quà? Chiếc nhẫn ngọc này tượng trưng cho quyền lực, tặng cho Lê lão phu nhân thì quá thích hợp rồi. Cái thứ rác rưởi này mà anh còn không biết ngượng lấy tặng sao? Cũng không biết đống rác này nhặt ở đâu ra. Cũng chỉ có thứ vô dụng như anh mới coi nó là báu vật thôi. Ai cầm một đống rác để mừng thọ người ta vậy trời? Lưu thiếu gia đến chúc thọ, tôi cảm thấy rất vinh hạnh. Lưu Nam của Lưu gia tặng cho Lê lão phu nhân một bộ tách trà vô cùng quý hiếm. Đây là gỗ cẩm đen tôi đích thân chọn lựa, hơn nữa còn do người thợ nổi tiếng nhất cả nước chính tay làm ra. Mẹ, mẹ xem này, đẹp quá đi. Nhìn quà mà Lưu thiếu gia người ta tặng kìa, đây mới gọi là tấm lòng chứ, không như ai kia lại lấy mấy thứ đồng nát kia để lừa bịp chúng tôi. Trương Văn Khải cố ý đến chúc thọ. Anh Trịnh, anh Trịnh, đây là, nhìn màu sắc của chiếc nhẫn ngọc này chắc hẳn là phụ kiện của vị quý tộc hoàng cung nào đấy vào thời xưa nhỉ. Anh nói đây là hàng thật thì là thật hả? Không được vô lễ. Đến bây giờ vẫn chưa có ai tham gia bữa tiệc, là do cậu đã lén động tay động chân sao? Đúng thì làm sao? Không chỉ buổi tiệc hôm nay, tôi còn muốn chèn ép tất cả sản nghiệp của Lê gia cho đến khi Lê Ngọc Mai cam tâm tình nguyện bò lên giường của tôi. Cái gì? Tất cả đều hủy hợp đồng với Lê gia sao? Cái này, mẹ, những đối tác này thật sự hủy hợp đồng với chúng ta sao? Nhưng tiền vi phạm hợp đồng cũng rất cao đó. Con thì biết gì? Khoản tiền bồi thường này chỉ ăn được vài năm thôi, nhưng Lê gia chúng ta sẽ không có hợp đồng. Vậy thì Lê gia ta toang rồi. Đến lúc đó còn ai đưa tiền bồi thường cho chúng ta nữa? Lưu thiếu gia, xin cậu giơ cao đánh khẽ, chừa một con đường cho Lê gia đi. Ngọc Mai, bây giờ cháu chỉ có thể hiến thân
để đổi lấy sự sống của Lê gia chúng ta. Đừng để Lưu thiếu gia đợi lâu, mau đi chuẩn bị chút đi. Cậu thật sự tưởng là cậu trở thành con chó của nhân vật lớn nào đó thì có thể bắt nạt tôi sao? Cái thứ chó cậy chủ thôi mà. Trương Văn Khải mua nhà cho cậu thì đã là gì chứ? Cậu ta không đụng được Lưu gia tôi đâu. Nếu như Lưu gia mấy người cứ khăng khăng một mực chèn ép Lê gia, đây là do mấy người đang tự chuốc họa vào thân. Im miệng. Nếu cậu bất kính với Lưu thiếu gia, tôi sẽ đuổi cậu ra khỏi Lê gia. Đến lúc đó, cậu với Lê Ngọc Mai sẽ không còn quan hệ gì nữa. Lưu thiếu gia sẽ thuận lợi rước con nhỏ này về nhà rồi. Đừng mà, Trịnh Phong, anh mau xin lỗi Lưu thiếu gia đi. Nếu không bà nội sẽ đuổi anh ra khỏi nhà thật đấy. Kẻ vô dụng như anh còn sống được đến giờ này đều là do Lưu thiếu gia nể mặt Lê gia chúng tôi. Nếu không có Lê gia che chở cho anh, không biết giờ anh đang nằm ở xó xỉnh nào đâu. Lưu thiếu gia lần trước ở dinh thự Hào Đình là do chúng tôi không đúng. Chúng tôi sẽ xin lỗi anh. Mau xin lỗi Lưu thiếu gia đi anh. Xin lỗi làm gì? Chỉ cần cô đồng ý lên giường với tôi, tôi có thể giơ cao đánh khẽ, tha cho các người. Chỉ cần cậu chịu tha cho chúng tôi thì cậu muốn làm gì Lê Ngọc Mai cũng được. Chơi đến khi nào chán thì thôi. Nếu đã như vậy, vậy ngay hôm nay tôi sẽ đuổi cổ cậu khỏi Lê gia. Ngay bây giờ, cậu và Lê Ngọc Mai ly hôn ngay cho tôi. Từ nay cậu với Lê gia đoạn tuyệt mọi quan hệ. Bà nội, đồ bất tài, sẽ không có ai cứu nổi anh nữa đâu. Lưu thiếu gia đã không muốn tính toán với anh, mà tên vô dụng anh cứ không chịu biết điều, cứ ép Lưu thiếu gia dùng quyền lực của Lưu gia xử lý anh. Lần này anh với cô ta ngoan ngoãn chịu tội đi. Cậu không tuân theo cá cược đúng không? Vậy thì đã sao? Giờ tôi hiểu cậu hơn bất kỳ ai. Chẳng qua là cậu ỷ có người chống lưng cho cậu thôi. Kể cả khi cậu có ô dù to lớn chống lưng, Lưu gia tôi cũng không sợ đâu. Nói như vậy, cậu cũng có ô dù đằng sau sao? Để đối phó cậu mà còn phải dựa vào người khác sao? Hình như cậu xem trọng bản thân quá rồi đấy. Còn về số phận của Lê gia các người ấy, còn phải xem các người xử lý việc này như nào đã. Nói cho cậu biết, mau ly hôn với Ngọc Mai đi. Từ nay trở đi, không được bước vào Lê gia chúng tôi nửa bước. Ngọc Mai, Lê gia này chúng ta không cần đến nữa, đi thôi, đứng lại. Cậu xem Lê gia chúng tôi là cái gì hả? Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi hả? Cậu muốn đi, tôi mừng còn không kịp. Nhưng mà, con nhỏ này thì không được đi. Cậu lo mà đi tìm đứa con hoang của cậu đi. Anh rể vô dụng của tôi, nếu đến chậm một bước thì đứa con hoang của anh có khi đã chút hơi thở cuối cùng rồi. Có điều, cho dù anh có đến kịp trước khi người của Lưu thiếu gia ra tay cũng chẳng để làm gì, chỉ có thể mở to mắt chứng kiến cảnh con bé đó bị bóp cổ tắt thở thôi. Hôm nay nếu Lê Ngọc Mai ra khỏi đây, Lê gia chúng tôi sẽ rơi vào cảnh bị diệt tộc. Tên vô dụng nhà cậu, tôi ra lệnh cho cậu mau bỏ tay Lê Ngọc Mai ra. Bà vừa mới nói tôi với Lê gia không còn quan hệ gì nữa, vậy thì bà lấy tư cách gì ra lệnh cho tôi hả? Lê Ngọc Mai là người của Lê gia, giờ đây cậu đã không còn quan hệ với Lê gia nữa, vậy nên người của Lê gia chúng tôi cậu cũng không có quyền đưa đi. Trừ khi Lê Ngọc Mai coi thường phụ ơn dưỡng dục của Lê gia chúng tôi mà quay lưng bỏ đi. Ngọc Mai, em ở lại Lê gia đợi anh. Sau khi tôi xử lý Lưu gia, nếu như Ngọc Mai bị mất một cọng tóc, tôi nhất định sẽ tự tay chôn sống các người. Quả không hổ là thần chủ đại nhân, nói mấy câu là có thể giải quyết cục diện hiện tại sao? Mạnh miệng thật đấy. Không được, một khi anh vẫn còn dính dáng với Lưu gia, nhất định anh ta sẽ không tha cho anh đâu. Yên tâm đi, đợi anh về đón em. Đi thôi. Bà nội, cháu xin bà cứu anh ấy đi. Lưu Nam đánh trúng yếu điểm của Lê gia trong cuộc chiến về giá và các nhà cung cấp. Chỉ cần sản nghiệp ngoài thần thành triển khai hợp tác với Lê gia, chỉ thu mua sản phẩm của Lê gia, vậy thì nguy cơ của Lê gia sẽ không còn gì đáng lo nữa. Việc này tôi giao cho cậu. Ngoài ra, điều tra cho tôi gần đây ai đang thân thiết với Lưu gia, nhất là bên phía đế quốc.
Vâng. Anh muốn làm gì vậy? Lưu thiếu gia, anh làm gì vậy? Cô giả vờ cái gì vậy? Đừng có giả bộ thanh cao với tôi nữa. Không phải là do cô tự nguyện sao? Lưu Nam, cậu chán sống rồi sao? Tôi còn tưởng là ai nữa cơ. Không phải là tên chồng đầu đội sừng của người phụ nữ này sao? Sao vậy? Cậu muốn xem tôi chơi vợ cậu thế nào sao? Cậu ba lần bảy lượt sỉ nhục vợ tôi. Hôm nay, cậu nhất định phải trả giá. Tôi nói cho cậu biết, đây là địa bàn của Lưu gia tôi. Nếu mà cậu dám động vào tôi, thì cậu không có ra khỏi cửa toàn vẹn đâu. Tôi nói cho cậu biết, đây chính là Lưu gia, cậu không thể xử tôi được. Cậu mà nói nhảm thêm một câu nữa, thì nơi này chính là mộ chôn của cậu. Không phải bảo anh rời khỏi thánh đô sao? Em và Mimi đều ở đây, sao anh có thể đi được chứ? Đừng sợ. Chuyện của Lưu gia cậu điều tra như thế nào rồi? Thuộc hạ làm việc không tốt, hiện tại vẫn chưa có manh mối. Trong hai ngày, nếu không điều tra ra được cái gì thì cút khỏi thần thành đi. Thần chủ đại nhân, thần thành tạm thời đang ổn định, nhưng mà cần anh đến một chuyến. Việc gì? Bác sĩ đã đầu độc thần nữ, sợ là không cầm cự được lâu. Nhưng hắn ta muốn anh đích thân gặp mặt. Đã biết. Thông báo, chuẩn bị xe cho các đại gia tộc, chuẩn bị cho tiệc tiếp đón. Lệnh cho thần quân sẵn sàng tiến vào thành. Vâng. Tên rác rưởi kia đâu rồi? Giao nó ra đây. Lưu thiếu gia, tên rác rưởi đó cùng với Ngọc Mai đã dọn tới dinh thự Hào Đình rồi, không còn ở Lê gia chúng tôi. Dinh thự Hào Đình sao? Bắt người ở dinh thự Hào Đình hoàn toàn không có khả năng. Cậu ta cũng không thể trốn trong đó cả một đời được. Nhưng mà vẫn phải cảm ơn Lưu thiếu gia đã mang lại cho Lê gia rất là nhiều đơn hàng trong thị trường nội địa này. Lưu thiếu gia, cậu cũng đến rồi. Lần trước may nhờ có cậu thủ hạ Lưu Tình, những lời của cậu với nhà đầu Ngọc Mai tôi đều đã nghe hết rồi. Lưu thiếu gia, thiếu chút nữa là Lê gia chúng tôi phá sản rồi. Nhưng mà vẫn may anh đã nghĩ tới việc gửi tặng chúng tôi các đơn hàng quốc nội, như vậy mới có thể khiến cho thị trường Lê gia chúng tôi càng mở rộng hơn, cũng không làm cho Lưu gia của anh phải xấu hổ. Cái gì? Chuẩn bị tiệc tiếp đón của thần quân. Đến lúc đó 10 vạn thần quân sẽ tiến vào thành. Tiệc tiếp đón lần này Lưu gia tôi nhất định nhận được tán thưởng từ thần quân đại nhân và cả vị đại nhân kia. Toàn bộ thành phố, kể cả Hoa Quốc, ai dám có ý nghĩ chống đối với Lưu gia chứ? Cậu nói Trịnh Phong đã mất mạng sao? Đại nhân, anh có thấy đã mấy ngày rồi mà tên rác rưởi đó vẫn không xuất hiện? Không thể nào. Anh ấy vậy mà. Nếu như vợ và con gái anh ấy đang gặp nguy hiểm mà anh ấy không xuất hiện, vậy thì... Nhưng mà anh yên tâm, tôi nhất định sẽ khiến cho tên rác rưởi đó tuyệt vọng cùng cực. Bà ngoại, mẹ đang có chuyện gì? Con bé này làm sao mà lắm lời thế? Bây giờ cô đang nằm trên giường của Lưu Nam tôi, còn tên phế vật kia sao lại không đến cứu cô vậy? Cô nói cho tôi biết cậu ta đang ở đâu, để tối nay tôi xem cái miệng của cô cứng như thế nào. Bây giờ tôi khử cô, thì tên rác rưởi kia có đến cứu cô không? Anh, đừng mà, anh không sợ Trịnh Phong đến trả thù anh hay sao? Cái thằng rác rưởi đó đã toi đời rồi, báo thủ tôi, đừng có mơ nữa. Lưu thiếu gia, quan khách đều đã đến đầy đủ rồi, chỉ còn chờ anh thôi. Tối nay ông đây sẽ hoàn toàn có được cô.
cậu. Hóa ra cậu là thần chủ. Chịu đựng giày vò về mặt thể xác như vậy chỉ để gặp được mặt tôi. Cậu là thần chủ thì làm sao chứ? Nói chân tướng đi. Tôi có thể tha cho cậu một mạng. Chân tướng. Thần chủ, phu nhân và thần nữ bên kia nói phu nhân và thần nữ đã bị bắt tới Lưu gia. Lưu Nam ép buộc phu nhân phải kết hôn với hắn. Tên Lưu Nam này. Cảm ơn tất cả mọi người đã đến đây tham gia hôn lễ của tôi và Lê Ngọc Mai vào ngày hôm nay. Vì thời gian gấp rút, bất đắc dĩ phải tổ chức tại nhà tôi. Sao vẫn còn chưa chuẩn bị xong? Lưu thiếu gia đang ở bên ngoài đợi cô đó. Con gái của tôi đâu? Con gái của tôi đang ở đâu? Quý vị, chờ lâu rồi. Tiếp theo đây, chúng ta sẽ chào đón đệ nhất mỹ nhân của Thánh Đô, Lê Ngọc Mai. Hai nhà Lưu Lê kết duyên với nhau. Tôi tin rằng sự phát triển của hai nhà sẽ dẫn đầu Thánh Đô. Thậm chí sẽ độc chiếm vị trí hàng đầu ở Hoa Quốc. Hôm nay là một ngày đặc biệt, chúng tôi còn mời đến nhị tiểu thư của Lê gia, Lê Châu Hoa, làm người chứng hôn. Lưu Nam, anh có đồng ý lấy đại tiểu thư của Lê gia, Lê Ngọc Mai làm vợ không? Tôi đồng ý. Lê Ngọc Mai, chị có đồng ý kết hôn với đại thiếu gia Lưu Nam không? Có phải cô đã quên những gì tôi vừa nói rồi không? Dám phớt lờ những lời tôi nói. Lưu Nam, cậu chán sống rồi. Trịnh Phong, cuối cùng anh cũng về rồi. Mimi, con bé bị bọn họ bắt lại rồi. Đừng sợ. Hôm nay là chuyện riêng của tôi với Lưu Nam. Những người không liên quan cút hết cho tôi. Tên rác rưởi như cậu vậy mà vẫn còn sống. Tôi nói cho cậu biết, đám cưới ngày hôm nay là cô ấy chủ động đề xuất. Ngày vui của chúng tôi. Một gã hề bần hèn như cậu đến đây làm gì? Phải đó. Lưu thiếu gia đã để tình cảm cũ của cậu và Lê Ngọc Mai mới giữ lại mạng của cậu. Vậy mà cậu không biết trân trọng, còn công khai cướp hôn. Tôi nói thật cho cậu biết, Lê Ngọc Mai đã chán cậu từ lâu rồi. Em không có. Minh Nguyệt. Hôm nay là ngày vui của Lưu gia và Lê gia chúng tôi. Cậu không được hỗn láo. Anh nhất định sẽ không tha cho Lưu gia đâu. Ngọc Mai, cháu vẫn không chịu từ bỏ tên rác rưởi này sao? Bộ cháu muốn Lê gia và Lưu gia trở thành đề tài bàn luận của mọi người ở Thánh Đô hả? Lê gia chúng ta không chứa loại người này. Mau cút qua đây đi. Nói cho tôi biết Mimi ở đâu. Nếu không tất cả các người sẽ phải bỏ mạng. Con nhỏ tạp chủng đó sao? Bây giờ các người còn không thể tự bảo vệ mình, vẫn có tâm trạng quan tâm đến con nhỏ tạp chủng đó. Tôi thừa nhận cậu đánh nhau rất giỏi. Một hai kẻ tay sai không thể làm gì cậu. Nhưng mà hôm nay tôi đã mời đến đệ nhất cao thủ ở Thánh Đô. Người đâu? Thần chủ, có tôi ở đây. Đi thôi. Không nói chứ gì. Cho dù hôm nay có phải lật tung thần thành lên, tôi cũng phải tìm ra Mimi cho bằng được. Tôi chỉ bắt Lê Ngọc Mai thôi. Bắt Mimi để làm gì chứ? Mau cho tôi biết con bé ở đâu. Tôi lấy cái con tạp chủng đó chỉ là cái cớ để bắt cô ta thôi. Tôi chưa từng thấy con bé. Mau đi tìm con bé cho tôi. Vâng, tôi nhất định sẽ cố gắng tìm ra tung tích của thần nữ. Đi đi. Lưu thiếu gia, nếu anh ta thực sự tìm thấy con nhỏ đó thì phải làm sao? Cứ yên tâm,
cho dù cậu ta có lật tung mọi thứ lên cũng không tìm thấy đâu. Giao con gái tôi ra đây. Cậu đang làm gì vậy? Tôi chính là mẹ vợ của cậu. Vậy mà cậu lại vì một con tạp chủng hét vào mặt tôi hả? Nếu như bà cứ nghĩ gì nói đó thì Lê gia mấy người sẽ tiêu tùng thôi. Câm miệng lại. Dù sao đi nữa, nó cũng là mẹ của Lê Ngọc Mai, là mẹ vợ của cậu. Cậu lại hỗn láo như vậy. Đừng để tôi điều tra ra chuyện này có liên quan đến mấy người. Đi thôi. Bảo Trương Văn Khải tạm ngưng điều tra, theo dõi Lưu Nam. Ngoài ra, tìm kiếm tung tích của Mimi trên khắp thành phố. Vâng. Đại nhân, chuyện là cái tên cặn bã đó vẫn còn sống. Bảo cậu chọc tức anh ta. Vậy mà cậu để anh ta chạy thoát sao? Con nhỏ tạp chủng đó, trông chừng nó thật kỹ cho tôi. Nếu như lại xảy ra chuyện gì, tôi sẽ tự tay lấy mạng cậu. Đại nhân yên tâm, sẽ không có ai tìm được con bé đó đâu. Tiệc tiếp đón thần quân là do Lưu gia đảm nhận đúng không? Đúng vậy đại nhân. Chuẩn bị cho tốt. Nhất định không được để những người không liên quan được đi vào. Vâng. Thần chủ, Lưu Nam mấy ngày nay đều đang chuẩn bị tiệc tiếp đón thần quân. Tôi vẫn luôn theo dõi hắn, không phát hiện chuyện bất thường. Tiệc tiếp đón sao? Cậu lui xuống đi, tiếp tục theo dõi. Vâng. Lưu thiếu gia đích thân đưa thiệp mời, thật là chu đáo. Lê gia chúng tôi nhất định sẽ đến đúng giờ. Chào đón thần quân đại nhân. Vẫn là Lưu thiếu gia triển vọng vô biên, có thể tổ chức một bữa tiệc lớn như vậy. Không giống như tên cặn bã đó, ngoài việc khoe khoang sức mạnh, chẳng biết làm gì khác. Hai ngày nữa là tiệc tiếp đón thần quân. Lưu gia chúng tôi đã chuẩn bị vô cùng chu đáo. Đến lúc đó chắc chắn sẽ ghi nhận công lao của Lưu gia tôi. Sau đó tôi sẽ nhờ thần quân giúp đỡ lấy lại những gì đã mất trong những ngày qua. Tôi sẽ bắt tên cặn bã đó phải trả giá mọi chuyện. Chắc anh ta sẽ không ngờ đến con nhỏ tạp chủng đó thực ra đang bị nhốt trong hầm giam của nhà họ Lưu. Anh ta đánh nhau giỏi thì sao chứ, cũng chỉ là tên cặn bã không có não mà thôi. Tôi muốn tên rác rưởi đó phải tận mắt nhìn thấy cảnh con nhỏ đó bị đánh đập, để cho cậu ta với con đàn bà kia phải đích thân quỳ xuống cầu xin tôi. Đợi tôi chơi cho đã con đàn bà kia, tôi sẽ làm thịt con nhỏ tạp chủng đó. Cậu là tên cặn bã, cậu với Lê gia đã không còn quan hệ gì nữa. Cậu còn đến đây làm gì hả? Lục soát đi. Vâng. Tên rác rưởi, cậu xem Lê gia chúng tôi là chỗ nào vậy hả? E rằng cậu không biết, tôi đến đưa thiệp mời cho Lê gia cũng muốn được chia một miếng nhỉ. Đồ rác rưởi như anh, không phải tự nhận là thần chủ đại nhân sao? Sao nào? Bây giờ sợ chuyện bị bại lộ, vội vàng đến tìm thần quân đại nhân, chịu đòn nhận tội sao? Nếu thần quân đại nhân biết đồ vô dụng như anh cả gan làm loạn như vậy, thì anh cứ đợi bị áp giải về thần thành, ngủm không toàn thây đi. Nếu mấy người giao Mimi ra đây, thì tôi còn để mấy người bình yên vô sự. Nếu không, ai mà biết đứa tạp chủng kia ở đâu chứ? Lê gia chúng tôi không giữ. Cứ để tên rác rưởi này nhảy nhót vài ngày đi. Đợi đến lúc thần chủ đại nhân đến, dám giả làm thần chủ, cậu có mấy lớp da cũng không đủ để cậu lột đâu. Đại nhân, không phát hiện vết tích của thần nữ. Đi. Thần chủ Đỗ Thành, anh ta không thể nào. Ban đầu Đỗ Thành bị khai trừ là vì vết thương của anh ta. Thần chủ là đang bảo vệ tính mạng của anh ta. Nếu anh ta thật sự muốn làm hại thần chủ, tôi sẽ đích thân ra tay với Đỗ Thành. Minh Nguyệt, nhớ là đừng để lộ thân phận của mình. Vâng. Mở cửa. Không biết thần chủ đại nhân sẽ đến thăm tôi, xin đại nhân trách phạt.
Đỗ Thành, cùng ngành thần chủ. Gần đây Đỗ đại nhân và Lưu gia qua lại thân thiết quá nhỉ? Đại nhân, trước đây Lưu Nam chỉ là đến đưa thư mời tiệc tiếp đón thôi. Cậu ta thân là gia tộc đệ nhất thánh đô, hiển nhiên sẽ qua lại mật thiết với đế quốc. Tôi phục vụ cho đế quốc, có qua lại đôi chút với thế lực địa phương là không thể tránh khỏi. Xin đại nhân trách phạt. Cho dù cậu là người của đế quốc, tôi cũng khuyên cậu đừng có lầm lỗi. Nói cho tôi biết chuyện đã xảy ra với Mimi. Nể tình cậu là cấp dưới cũ của thần thành, tôi có thể tha cho cậu một mạng. Đại nhân, tôi trung thành tận tụy với thần thành, cũng không dám làm ra chuyện gây hại cho thần thành. Huống chi là thần nữ của thần thành chúng ta. Xin đại nhân minh giám. Đứng dậy đi. Cái gì? Kết hôn? Nói như vậy, Lưu Nam sẽ không chèn ép em nữa. Vậy thì con có thể cùng với ba mẹ ở bên nhau mãi mãi rồi. Tin ba, cả đời này không ai dám bắt nạt con nữa. Ba hứa, suy cho cùng Châu Hoa cũng là em gái em, hay là chúng ta đi mua lễ phục đi, không thể để con bé mất mặt được. Chuyện này cứ giao cho anh đi. Chuẩn bị váy cưới và nhẫn kim cương đẹp nhất cho Ngọc Mai. Vâng. Đúng rồi, hôm sau thần quân sẽ đến đây phong tỏa toàn bộ thánh đô. Chuẩn bị thêm cho tôi 5.000 quân tinh nhuệ phong tỏa toàn bộ khách sạn. Vâng. Cậu cam tâm thả Lê Ngọc Mai sao? Lưu gia tôi là gia tộc bậc nhất thánh đô, cưới phải người không sạch, khó mà giữ mặt mũi. Mặt mũi Lưu gia? Vậy còn chuyện tôi giao cho cậu thì tính sao đây? Hôm sau tôi sẽ đến chèn ép Lê gia, ép Lê Ngọc Mai gả cho tôi. Tên rác rưởi kia đến lúc đó nhất định sẽ rất tức giận, anh sẽ có lý do bắt hắn thôi. Cậu nên nhớ, đừng để người khác biết là tôi giao cho cậu làm. Đại nhân địa vị cao quý, Lưu gia chỉ muốn noi theo, chỉ có vậy thôi. Mẹ ơi, mẹ nhìn xem con có xinh không? Mimi, con xinh quá đi. Làm hoa đồng cũng coi như là hợp tình hợp lý. Chỉ hy vọng là Ngọc Mai, đây là lễ phục của em, đây đâu phải là đám cưới của em. Em mặc cái này, nhưng mà không phải là trễ giờ rồi sao? Hay là em cứ mặc vào trước đã, anh để đây nhé. Vậy thì chỉ có thể đợi sau khi đám cưới kết thúc đến xin lỗi người ta một tiếng. Ngọc Mai, sau này cho dù có chuyện gì cũng không cần cẩn thận từng ly từng tí đâu. Tiện nhân, chị ăn mặc như vậy là cố ý đánh phủ đầu tôi sao? Hay là muốn cướp người đàn ông của tôi? Không có, không phải như cô nghĩ. Anh ấy chỉ là muốn để tôi xinh đẹp chút trong lễ cưới của cô thôi. Đây mà gọi là mặc đẹp một chút. Tôi thấy hai người đang cố ý làm tôi bẽ mặt thì có. Mau cút đi. Im đi. Anh Trịnh, mời anh vào. Nhớ kỹ lời cô nói đấy. Anh Đỗ, anh đến rồi. Đỗ đại nhân, anh đến rồi. Phó tổng quản Hoa Quốc đến đây, đó là sự vinh hạnh của Lưu gia chúng tôi. Mời anh vào trong. Đại nhân, sao anh lại đến đây? Sao thế? Tôi đến dự đám cưới của em gái tôi. Tôi thân là anh rể, không được đến sao? Hay là tôi phải báo cáo với Đỗ đại nhân đây? Đỗ Thành tuyệt đối không có ý như vậy. Tôi lắm lời rồi.
Được rồi, ngồi xuống đi. Đừng để người khác nhìn thấy. Không biết, Đỗ đại nhân đến đây nên không ra chào mừng, mong đại nhân lượng thứ. Không sao. Đồ rác rưởi cậu, còn không cúi đầu chào hỏi. Đỗ đại nhân đi, đúng là dòng thứ không ai dạy dỗ mà. Phá hoại danh tiếng gia tộc mà. Tôi đã chào hỏi với anh Trịnh rồi. Ngọc Mai, sao cháu lại ăn mặc như vậy? Bà nội cháu, đây là do tôi chuẩn bị cho Ngọc Mai. Đúng là làm mất hết mặt mũi mà. Ngày trọng đại như vậy, thấy cô là xui xẻo liền. Còn tên vô dụng này nữa. Lễ cưới của Châu Hoa, không thể để đứa con hoang của tên rác rưởi này làm hoa đồng cho con bé được. Để con gái tôi làm hoa đồng cho cô ta. Cô ta xứng sao? Đỗ đại nhân, cậu cũng ở đây sao? Còn ngồi cùng bàn với chúng tôi. Tên vô dụng này, Lưu thiếu gia, ngay cả Đỗ đại nhân cũng mời đến được. Lê Ngọc Mai kết hôn cùng cậu, thậm chí không có một cái đám cưới nào ra hôn. Đám cưới của tôi và Ngọc Mai, cậu không có tư cách tham gia. Cái thằng quỷ nghèo, có mời tôi cũng không đi. Trịnh Phong, hôm nay là ngày trọng đại của Lê gia, cậu ngồi yên ổn cho tôi. Nếu còn gây rắc rối, đừng trách tôi không khách khí. Bà nội, bà yên tâm, sao chúng cháu lại gây rối được. Coi như biết điều, tôi cảnh báo cô, nếu như hôm nay cô cướp đi tâm điểm của Châu Hoa, tôi sẽ lấy cô làm của hồi môn đưa cho Lưu thiếu gia. Tôi cảnh báo bà, chú ý câu từ của bà đó. Kia là, cảm ơn mọi người đã đến. Ngày hôm nay là một ngày đặc biệt. Ở bên ngoài có 5.000 chiến binh thần quân đang đợi. Khi các vị bước vào đại sảnh của phòng tiệc, đã có 10 vạn tướng sĩ thần quân tiến vào thánh đô, bao vây toàn bộ thánh đô. Hôm nay không phải là hôn lễ của tôi và Châu Hoa. Anh nói vậy nghĩa là sao? Cậu nói gì? Hôm nay ngay tại đây thần chủ đại nhân sẽ kết hôn với đại tiểu thư Lê gia, Lê Ngọc Mai, Lưu thiếu gia. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy? Cái này, vị thần chủ này cũng không có quen biết gì chúng ta. Chỉ có vị thần chủ giả này thôi. Trịnh Phong, đây là lời của Lưu thiếu gia nói sao có thể là giả? Lê gia chúng ta một bước lên mây rồi. Vậy tôi sẽ là mẹ vợ của thân chủ rồi. Để tôi xem ai dám chọc giận tôi. Một bước lên mây, các người áp bức bóc lột Ngọc Mai đến như vậy, tôi thấy các người phải xuống địa ngục thì có. Trịnh Phong, cậu uốn xéo khỏi đây đi. Kể từ giờ, cậu và Ngọc Mai cắt đứt tình cảm. Đừng có chọc giận làm thân chủ mất vui. Cung kính thần chủ đại nhân. Cái gì? Trịnh Phong, anh là thần chủ thật sao? Đại nhân, tham dự hôn lễ là vì sự hợp tác giữa đế quốc và Lưu gia. Quả thực bất đắc dĩ, xin đại nhân minh giám. Đi thôi. Minh Nguyệt, Lê gia ức hiếp vợ con tôi, trừng phạt toàn bộ tài sản và tiền vốn, giao cho Trương Văn Khải quản lý. Tất cả thuộc về Thần Thành. Thuộc hạ nhận lệnh, Lê lão phu nhân, cho Ngọc Mai liên hôn với Lưu gia để đạt được lợi ích của Lê gia. Phái thần vệ quân canh giữ, đưa đến nơi xa xôi nhất của Thần Thành. Cả đời không được bước vào Thần Thành nửa bước. Lâm Thu Tuyết của Lê gia, bán nữ cầu Vinh tiếp tay kẻ ác, hại vợ của tôi, tổn thương con gái tôi. Lê Châu Hoa của Lê gia, sỉ nhục vợ tôi, hại con gái tôi. Nhiều lần thách thức uy danh của Thần Thành, giáng hai người này thành ăn mày. Cả đời không được bước vào Thần Thành nửa bước. Nếu có ai giang tay giúp đỡ, cũng thành cùng tội danh. Đỗ Thành, cậu biết tội chưa? Đỗ Thành không biết. Không biết. Lưu Nam, anh ta bị đặt thân phận của anh, dựng chuyện đế quốc sẽ tấn công anh.
lấy danh nghĩa là con dân của đế quốc. Victor chọc giận anh, chỉ cần anh làm điều gì quá phận, anh ta sẽ bắt anh về quy án, còn bắt tôi phải hạ độc thần nữ. Nói nhảm. Đại nhân, tôi tuyệt đối trung thành với anh. Anh không thể tin mấy lời của kẻ ba hoa khoác lác này. Thêm nữa, cậu ta có bằng chứng không? Lại rảo biện. Muốn bằng chứng phải không? Thần chủ, tôi có bản ghi âm, còn muốn ngụy biện không? Đỗ Thành, tôi đối xử với cậu không tệ mà. Đối xử không tệ ư? Vậy tại sao năm đó lại trục xuất tôi khỏi thần quân, trục xuất khỏi thần thành? To gan, dám bất kính với thần chủ. Năm đó anh bị thương nặng, nếu ở trong quân đội có thể sẽ bị mất mạng. Làm như vậy là bảo vệ cho anh, nhưng như vậy cũng cướp đi giấc mơ cả đời của tôi. Tình cảm của tôi với thần thành vô cùng sâu đậm, cho dù mất mạng cũng không hối tiếc. Để tôi trở về Hoa Quốc, đó là nỗi xấu hổ cả đời của tôi. Anh kích động tôi thì được gì? Thần chủ tức giận, thảm sát dân thường. Bất kể lúc nào Hoa Quốc cũng sẽ chiến đấu với thần thành, cho dù không phải địch cũng sẽ gây tổn hại lớn cho thần thành. Đại nhân có thể nhẫn nhịn, bảo toàn đại cục. Đỗ Thành bái phục. Nhưng mà đã thua nên mặc đại nhân xử lý. Phản bội thần thành, làm hại thần nữ, bắt về thần thành, chém đầu thị chúng, làm ma tại thần thành, cũng là làm tròn giấc mộng cho cậu. Đỗ Thành, cảm tạ thân chủ. Lưu Nam Lưu gia, làm hại vợ tôi, tổn thương con gái tôi, bắt về thần thành, dùng tất cả hình phạt để trừng phạt. Vết thương lành lại tiếp tục trừng phạt cho đến khi mất mạng. Mang đi. Vâng. Tha cho tôi. Ngọc Mai, em đồng ý gả cho anh chứ? Em đồng ý.